đấy giúp anh đi trước đấy anh đá một lần thôi người đá một lần và cũng được không nhìn thấy ba không lỗ đủ năm ba không còn cá nữa rồi hai lưỡi mổ rồi hai con cá mới ra đây còn lưỡi sau em rồi đây một lúc chín giờ tàu còn tám giờ chín giờ ba ba lưỡi cái hồ đó tôi đang cũng rồi tôi đang cũng rồi không sao đây sao đây một con lái cũng rồi. Rồi, kênh Hai Lúa Săn Bắt chào các bạn nha. Thì nay em đi thăm mấy bãi cống nhum các bạn ơi. Mấy anh này bận quá không có đi câu cá được nha. Thì trưa qua mình lúc nghỉ các bạn mình có đi gài mấy cái bẫy các bạn ơi. 6 cái bẫy chuột nha các bạn. Cái mít con về cho mấy đứa nhỏ nó ăn các bạn ơi. Thì cũng bận quá. Mình không có câu cá được. Chưa chưa mình gắm đó các bạn mình đi lấy mấy 6 cái bẫy mình đi gà nha anh đây cá đầu tiên nữa các bạn cá đầu tiên không dính nha này bẫy lớn nha các bạn bẫy này để bẫy cống nhum các bạn ơi cái này không dính nè mới vô cái đầu chất lớp các bạn sao cai can kiếm con hay con cho mấy đứa nhỏ nha các bạn rồi để cái bẫy đi mình vô thăm trong đây còn cái nữa nha các bạn vô coi cái này có dính không rồi thấy có sập rồi đó rồi dính rồi các bạn ơi cống nhum cống nhum lứa rồi đang thui luôn con này cũng được nha các bạn đang mùng các bạn ơi hai cái được một con gán kiếm còn 4 cái nữa gán kiếm một con nữa cho mấy đứa nhỏ các bạn ơi mình đặt cũng vòng vòng đây các bạn vòng vòng gần ruộng mình nè mình làm mình bẫy luôn à không đi đâu xa đặt có 6 cái này nha đây à, đầy con cái các bạn ơi con cái này có dính không nha rồi, cái này dính luôn rồi cái sạp rồi dính rồi con gì đây ôi chục cơm bành kia luôn quá đã thôi chứ ba cái được hai con các bạn ơi chục cơm chà bá luôn nha ba cái được hai con còn ba cái nữa nha các bạn con cống con chuột cơm này chuột đực nha các bạn chuột này con tơ nhỏ nè bạn chuột này mới lớn các bạn rồi đi thăm tiếp ba cái bẫy nữa mình quay cho các bạn xem nha rồi tới bẫy tiếp theo nha các bạn dưới đây có con cái các bạn ơi con có sập không rồi cái này không dính nha các bạn cái này rồi cái này cũng không dính luôn các bạn sao mới vô à ba cái được hai con ngon quá quá các bạn ơi mấy cái này hết dính luôn còn cái cuối có dính không nha các bạn hai con cũng được rồi các bạn ơi hai con mình về cho mấy đứa nhỏ nó ăn mình không có đi đặt xa nha đặt không có thời gian đi mình bẫy vòng vòng đây gái kiếm con nữa có được không các bạn ơi